Hôm nay tôi sẽ là khủng long T-Rex và bị nhiễm tất cả các loại virus zombie trong thế giới tiền sử ARK. Rốt cuộc có những loại virus zombie nào? Thế thì xin mời các bạn cùng tìm hiểu. Hả? À, đằng kia có một con thằn lằn bay lớn quá đi. Tới ăn thịt nó thôi. Này, T-Rex con, không được, không được ăn những động vật đã chết. Lỡ đâu bọn chúng có mầm bệnh trong người thì sao? Nhầm. Sao thịt của nó giống như mùi mắm tôm quá vậy? Mẹ ơi, thấy vậy mà nó ngon lắm đó. Mẹ đã dặn con kỹ trước khi đi săn mồi rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên, con phải tập trung bắt những sinh vật còn sống để thể hiện uy phong của loài khủng long ăn thịt T-Rex chúng ta. Ngoài ra, ăn thịt sống sẽ tránh được một số mầm bệnh nghe chứ. Con biết rồi. Mẹ đừng nói nữa, con nhức đầu quá đi. Hả? Sao miệng con thúi thế này? Thúi còn hơn lúc mẹ đi toilet nữa. Đó, ăn tầm bậy tầm bạ. Thế nào lát nữa con đau bụng cho coi. Sao đau thế này? Mẹ nói con miệng thúi, miệng mẹ còn thúi hơn con nữa. Đau quá. Chết tiệt, con của tôi, con bị gì thế này? Sao người con lại bắt đầu lỡ lát chứ? Con có sao không? Mẹ ơi, con đau quá, con rát quá, mắt con mờ quá, con không thấy gì nữa. Đói quá, tập muốn ăn. Trời ơi, sao nhìn con giống như một đứa bị sida giai đoạn cuối quá vậy? À, con làm gì vậy? Là mẹ đây mà, sao con lại tấn công mẹ chứ? Có lẽ lúc này các bạn biết tôi đã bị gì rồi đúng không? Vâng, trong lần đầu tiên tôi được mẹ dẫn đi săn mồi, tôi vô tình ăn phải thịt của một con thằn lằn bay quái dị, khiến người tôi bắt đầu lở lét và thối rữa. Lúc này thì lý trí của tôi đã bị mất hoàn toàn. Tôi biến thành một con T-Rex con zombie kinh tởm. Này, chú khủng long kia, đừng ăn thịt động vật đã chết ở đây. Bọn chúng đã nhiễm hoàn toàn virus zombie đó. Sau khi biến đổi, tôi đã tấn công luôn mẹ của mình, rồi tiếp tục điên loạn chạy khắp mọi nơi để ăn thịt, thì lại bắt gặp một chú sói hoang. Không ổn rồi, con khủng long này, nó cũng đã bị nhiễm dịch zombie rồi. Phải mau về báo chuyện này cho chủ nhân của mình biết mới được. Chết tiệt, nó đang đuổi theo mình. Chủ nhân ơi. Cái gì nữa vậy con sói kia? Hôm qua tao cho mày ngủ với mấy con sói cái rồi, hôm nay mày lại đòi nữa à? Không phải đâu chủ nhân. Lại có thêm một con khủng long bị nhiễm dịch zombie nữa rồi. Nó đang tiến tới đây đó. Cái gì? Vậy được rồi, mày mau tránh qua một bên đi, tránh bị lây nhiễm, để tao dùng thuốc độc được tẩm vào súng xử lý đó. Trong điên loạn mơ hồ, tôi nhìn thấy con sói kia nhúc nhích bỏ chạy. Tôi liền điên tiết đuổi theo nó, thì nó đã dẫn tôi tới một căn nhà có một con người. Tên con người này đã dùng một thứ gì đó có tẩm lượng thuốc độc cực lớn bắn vào người của tôi, khiến người của tôi bắt đầu búng rũng và cuối cùng bị hạ gục tại chỗ. Hay lắm chủ nhân, hay lắm. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Thật không ngờ dịch zombie từ thế giới con người đã lan tỏa tới đây rồi. Nơi đây không còn an toàn nữa, mau tiếp tục dọn vào trong rừng sâu hơn nữa để trốn đi. Chủ nhân ơi, con khủng long không ổn rồi. Cái gì chứ? Nó đâu rồi? Tôi không biết. Tôi vừa nghe thấy tiếng động, quay lưng lại thì thấy nó biến mất. Không thể nào, ta vừa bắn một lượng thuốc độc diệt virus lớn vào trong người của nó, sao nó có thể sống sót được? Không lẽ thuốc độc trong một khoảng thời gian dài đã hết hạn sử dụng hay sao? Thuốc độc mà cũng có hạn sử dụng nữa hay sao? Thứ thuốc độc mà tên con người kia đã bắn vào cơ thể của tôi, nó không những giết tôi chết mà nó còn đã xuất hiện tác dụng phụ, giúp cho những virus zombie trong cơ thể của tôi được cường hóa, tăng trưởng và trở thành những virus zombie siêu lây nhiễm. Không ổn rồi. Giống như cái tên, thì thứ virus này đã khiến người của tôi càng lở lét trầm trọng hơn. Lúc này những thớ thịt đỏ lét của tôi lòi hoàn toàn ra ngoài. Đã vậy, tôi đi tới đâu thì lượng virus zombie siêu lây nhiễm tỏ ra tới đó. Và những loài nào dính phải virus này đều biến thành những sinh vật zombie hoàn toàn. Mẹ
Bọn ta đói quá, bọn ta muốn hút máu ăn thịt. Đặc biệt bọn ta rất thích ăn pháo câu. Vì thế này, một con T-Rex mang trong mình một loại virus zombie mới à? Cái gì? Vẫn có kẻ nào chưa bị nhiễm dịch zombie còn ở đây lớn tiếng à? Tôi phải lên xé xác hắn mới được. Khoan, khoan, sao người của hắn quái lạ thế này? Hắn có thể lúc ẩn lúc hiện. Người nói không sai, nhưng đây không phải là khả năng của ta, mà do ta đang bị nhiễm một thứ virus zombie giống như người. Nhưng của ta là virus đột biến. Hắn nói cái gì vậy? Còn có virus zombie đột biến nữa hay sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhầm, lũ thuộc hạ của ngươi trông ngon quá, để ta ăn thịt bọn chúng trước đã. Đã quá, ngon quá. Chết tiệt, ngươi dám! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Sao ngươi bị nhiễm cái thứ virus kỳ quái thế kia? Ở thế giới loài người, vì muốn phục vụ chiến tranh, đã tạo ra một thứ vũ khí gọi là virus zombie. Bọn chúng không những dừng lại ở những virus thông thường, mà bọn chúng còn nâng cấp lên virus đột biến. Còn có một thứ virus zombie khủng khiếp hơn nữa, đó chính là virus phóng xạ. Ta và rất nhiều con người đã bị nhiễm thứ virus đột biến. Nhưng thứ virus zombie này có một đặc điểm: khi ai dính phải đều thèm khát thịt của đồng loại. Tức là ta phải tìm kiếm những loài zombie khác để xé xác ăn thịt. Cái gì? Thì ra tất cả những thứ ghê tởm này là đến từ thế giới của con người. Con người, người muốn xé xác ăn thịt ta, vậy ta cũng không để cho người yên đâu. Ta rất thích ăn thịt của những động vật bị nhiễm virus zombie, đặc biệt là những loại zombie mới giống như người. Và kể cả những virus zombie phóng xạ mà ta từng nhắc tới. Người nói cái gì? Còn có thêm một loại mới nữa à? Đúng vậy, loại đó là loại cao cấp nhất mà con người sản xuất ra để sử dụng cho chính quân đội của mình. Sau khi sử dụng, họ sẽ biến thành những xác sống vô cùng mạnh mẽ. Hay lắm, vậy ta sẽ có bằng được nó. Chết, chết đi. Sao thứ khủng long này mạnh thế này? Không ổn rồi. Sau khi đối mặt với một thứ sinh vật bị nhiễm một loại virus đột biến kỳ quái, tôi cũng đã giết chết nó, ăn lấy thịt của nó. Còn người tôi lại bị nhiễm thứ virus này, khiến cho cơ thể tôi lúc ẩn lúc hiện một cách kỳ quái. Nhưng đây không phải là loại virus zombie kinh khủng nhất. Tôi cần phải đi tìm một loại virus zombie gọi là phóng xạ mà con quái vật hồi nãy đã nói. Phải có được nó, tôi mới thật sự trở thành chúa tể của loài zombie. Tiến lên nào mọi người, đánh đuổi thứ quái dị này ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Cái gì? Các người to gan dám đối đầu với ta à? Vậy thì ta sẽ biến các người thành món ăn ngon của ta hôm nay. Thật tuyệt vời. Đói quá. Mùi máu tươi. Hả? Sao người lại ăn hết thức ăn của ta? Gì thế này? Lại thêm một con khủng long T-Rex nữa à? Nhưng khoan, người của ngươi, không lẽ ngươi bị nhiễm thứ virus zombie đột biến? Cái gì? Ngươi cũng biết nữa à? Còn ngươi là loài nào? Sao trông quái dị thế này? Ta là một con đà điểu, sản phẩm thí nghiệm của loài ngươi. Và ta cũng bị nhiễm thứ virus zombie phóng xạ, cao cấp hơn ngươi rất nhiều. Gì chứ? Ngươi có trong mình virus zombie phóng xạ hay sao? Được lắm, ta muốn có nó từ ngươi. Ta sẽ ăn thịt xé xác ngươi, nó sẽ thuộc về ta. Ta sẽ trở thành quái vật T-Rex zombie phóng xạ mới. Ta không muốn nhai đầu ngươi thì thôi, ngươi cho càng dám muốn nhai đầu ta à? Vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác cùng với đồng loại của mình. Trong loài zombie của chúng ta chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, không có phân biệt đúng sai và đồng loại gì cả. Cái gì? Mày làm ta đau rồi đấy nha. Mặc dù sức mạnh của virus zombie đột biến nhỏ hơn virus zombie phóng xạ, nhưng với cơ thể đồ sộ và sức mạnh tuyệt đối của loài T-Rex của tôi đã
áp đảo hoàn toàn thứ gà đà điểu bị nhiễm virus chim bi phóng xạ kia và hút lấy người của nó. Lúc này toàn bộ virus chim bi phóng xạ loan truyền khắp cơ thể của tôi, biến tôi thành một con quái vật T-Rex zombie phóng xạ kinh hoàng. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi săn mồi, ăn thịt hút máu và đồng thời lây nhiễm cái dịch zombie này khắp mọi nơi.